test máy và gửi máy con lên luống nhá. Con này lên luống con khoe hai chức năng nhá. Gửi đi cho khách ở Hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Đây, con này là con lên luống. Con này làm sử dụng máy dầu 178. Đấy. Rất dễ dàng tháo nắp. Đấy, con này. Bánh nốt đây, động cơ này. Động cơ hàng chất lượng này. 178 đây. Rồi, đấy, động cơ 178. Con này rất dày dặn chắc chắn nhá. Đấy. Con này hai chức năng nên luống và phay đất khi làm màu. Ok, thì cũng được rồi. Đây, đây là bộ phận ấy của nó. Bộ phận điều hướng chuyển hướng của nó. Con này sẽ có hai tầng bánh nhá, để cho mọi người lựa chọn nhá. Đây. Sử dụng bánh này và một khớp đùi bánh. Đây là một tầng bánh và một khớp đùi bánh. Đây khớp đùi bánh và một tầng bánh. Để cho nó rộng ra. Khi đi nó rộng cái đồ rộng nó ra thì nó sẽ làm nó sẽ bền máy chắc chắn hơn máy hơn. Rồi. Còn đây là các chức năng của nó nha. Đây. Cái ống xả này. Ống xả này là ống xả hai lớp nhá, có hai lớp lọc nhá. Bầu gió có hai lớp lọc này. Đây là bánh bám của nó này. Cái này là cái bánh phay sau này. Đấy. Một túi đồ này. Đấy. Một cái chân hãm này. Một cái chân tì này. Và một cái dàn chắn của nó. Đấy, đây một dàn chắn của nó. Đấy, sau đây tôi sẽ lắp toàn bộ con máy này vào cho các bạn. Và khi lắp hoàn chỉnh thì tôi sẽ chụp ảnh này cho các bạn xem nhé. Ok.